Ai, chào quý vị khán giả một ngày mới. Bây giờ là 10 giờ của ngày Chủ nhật. Chúng tôi cũng vừa thức dậy thôi. Ngày hôm qua thì có đốt lửa để mà ngoài trời chơi. Nhưng đều trời nó 9 giờ là 8-9 giờ là nó chuẩn bị nó mưa, thành ra là phải dơ vào trong nhà. Người cũng vui vẻ, no say đầy đủ, đúng nghĩa là enjoy. Sáng nay thì mấy đứa nhỏ cả nhà nè, nó đi nhà thờ. Bởi vì cá nhân chúng tôi suốt một ngày ngồi ngoài trời chụp hình vui chơi với mấy đứa nhỏ rồi cũng không được khỏe, thành ra là mấy đứa nhỏ không có đứa nào kêu. Thưa chị thấy đã đi nhà thờ hết rồi thưa các bạn. Hiện tại bây giờ thì ngày hôm nay khí hậu tương đối se lạnh, lạnh hơn mọi ngày. Và sáng nay cũng trên cái tách cà phê này để ghi tiếp những thước phim để còn nhớ là mình đã quay tới đâu rồi nó như thế nào. Như các bạn thấy á, ở ngoài này là cái view mặt hồ ở ngoài này đây, ở phía sau lưng chúng tôi là tàn thu. Rồi thời gian cũng qua đi rồi, tuổi đời không biết là sẽ dừng lại ở đâu. Cái chuyến tàu này thì chắc chắn là không thể nào đi mãi, không thể nào chạy mãi từ các bạn, mà nó chuyến tàu nó cũng phải có điểm dừng. Nhưng mỗi một cái sân ga, mỗi cái điểm dừng như vậy á, có ai ra đón mình không, hay là sân ga nó là một sân ga trống trơn, không có kẻ đó đón người đưa mình, mà nếu mà có kẻ đón người đưa toàn là trộm cướp, phải không, toàn là những thành phần bất hảo. Cho nên là mình cũng không biết cái sân ga mình đến nó như thế nào. Cho nên trong cuộc sống, khi còn sống mà có những suy nghĩ như thế này thì chúng ta cũng nên chọn cho chúng ta một cái sân ga tốt đẹp để mà dừng. Mà muốn như vậy á thì chúng ta phải tìm hiểu, phải cố gắng hết sức mình để tìm một cái sân ga, phải không các bạn? Chuyến tàu có người đi dài, có người đi ngắn. Ở cái tuổi này rồi thì chuyến tàu cũng tương đối dài rồi các bạn. Mình cũng sẽ cố gắng. Sáng hôm nay sẽ tâm tình với các bạn đôi vừa chờ mấy nhỏ đi nhà về rồi bắt đầu ra ngoài sân chơi tiếp nữa. Ngày hôm nay trời hơi lạnh nha. Nghe nói là nai nướng hai cái đùi nai. Ngày hôm nay sẽ tính toán hai cái đùi nai nướng. Rồi tiếp theo là sẽ có món là món bò kho nữa. Ăn đi, ăn cho cái má nó phình ra, không? Nó đầy đặn lên ha. Cái tay thì nó vẫn còn đau nè. Các bạn thấy không, cái tay nó tháo cái băng ngoài ra, như điều tay nó vẫn còn sưng nè. Các bạn thấy gần một năm mấy nay rồi mà nó chưa hết, nhưng đường ngày hôm nay thì có co lại được chút đỉnh rồi, thấy không? Cố gắng co lại được chút đỉnh, chưa có co được, chưa có nắm được. Cái bệnh này tôi cũng hết sức là khó hiểu luôn. Sau khi mà xách một món đồ rồi trật gân, như Việt Nam nó là trật gân, rồi nó bị như thế này, đi chụp hình đi đủ thứ hết mà cũng không có
thiền giảm. Nếu mà trong quý vị khán giả, nếu có ai ở trong cái trường hợp của tôi bị rồi trị liệu ra sao thì các bạn viết dùm comment ở dưới để cho chúng tôi biết. Chứ hiện giờ là một năm mấy rồi mà tay em chưa có lành. Khi cái tuổi về già rồi đó quý vị khán giả, mà tôi dùng chữ già nó không biết có đúng không, thì không biết mọi người như thế nào, nhưng riêng cá nhân bản thân chúng tôi không hiểu như vậy là có tham lam hay không, nhưng tôi cho rằng nếu mà cái quỹ thời gian của ai đó mà có dư, mà rao bán thì tôi xin mua. Vì thưa thật chứ quý vị khán giả là quỹ thời gian của chúng tôi bây giờ nó có cạn kiệt rồi. Thành ra là không còn nhiều thời gian nữa. Chúng tôi muốn mua thêm quỹ thời gian là vì chúng tôi nuối tiếc những công việc mà chúng tôi đang làm dở dang, và có những cái kế hoạch mà chúng tôi chưa thực hiện được, cho nên chúng tôi thấy nuối tiếc vô cùng. Bản thân chúng tôi là muốn thực hiện, muốn làm một điều gì đó hữu ích, trước tiên là cho cá nhân của chúng tôi, sau đó là hữu ích cho đời, hữu ích cho mọi người. Nhưng đến giờ phút này, tự mình xét lại, mình chưa làm được gì hết, thưa các bạn. Còn quá nhiều hứa hẹn với bạn bè, còn quá nhiều hứa hẹn với con cháu, và còn quá nhiều hứa hẹn đối với thai nhân. Cho nên rằng chúng tôi rất là hối tiếc, chúng tôi chưa có thực hiện được, thưa các bạn. Bây giờ ngồi đây nhìn ra ngoài với biển cả mênh mông, với bầu trời trong sáng như thế này, cũng nắm giữ nó lại, muốn thời gian đừng trôi qua để ngồi đây mà viết thiệt là nhiều, ghi lại thật là nhiều bằng hình ảnh, không biết để làm gì. Nhưng điều mình lại muốn như vậy, nhưng điều lực bất tòng tâm, thưa các bạn. Sức khỏe thì càng ngày nó bị hao mòn, càng kém đi. Với những ngày tháng đã qua, mình sung sức lắm, mình mạnh khỏe lắm, mình đi đây đi đó được. Mà giờ này mình muốn di chuyển, mình muốn đi đâu, mình phải dùng phương tiện, phải có phương tiện để mà mình trợ giúp cho mình đi. Đó là một sự mất mát rất là lớn đối với mình, thưa các bạn. Ngồi đây mà than thở như vậy trong một buổi sáng có lẽ không được vui phải không? Thôi ngưng đi, để lúc khác mình nói chuyện.